Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh mua bán ô tô của Huy Trung. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về cho anh em một mẫu xe. Con này là con Mazda 3, được sản xuất năm 2004 với động cơ dung tích là 1.6 số tự động nha anh em. Xe thì rất là đẹp rồi. Xe thì có nước sơn màu đỏ đô nha anh em, màu đỏ đô. Một dòng xe của Mazda của Nhật Bản, một dòng xe Mazda của Nhật Bản. Nhật Bản thì anh em biết rồi, người ta sản xuất cái gì thì nó rất là bền. Những dòng xe Nhật Bản nó rất thương hiệu, Nhật Bản nó rất là bền bỉ nha anh em. Đó là cái thương hiệu của người ta rồi. Còn dòng Mazda 3 này thì nó được trang bị cho rất là nhiều tính năng hiện đại như là hai túi khí đằng trước này, phanh ABS chống trượt nha anh em, phanh ABS chống trượt, rồi gạt mưa auto, đèn auto, gạt mưa tự động, đèn tự động anh em. Rất là nhiều tính năng hiện đại luôn. Đèn anh có thể đèn pha đằng trước anh em có thể chỉnh cao thấp tùy ý luôn nha, có thể chỉnh cao thấp tùy ý bằng nút điều chỉnh trong xe. Lát em sẽ review cho anh em coi. Còn Mazda 3 thì form dáng của nó rất là thể thao. Đấy, anh em có thể thấy không? Xe thì được trang bị bộ mâm 17 inch nguyên bản theo xe, nhưng mà nó được sơn màu đen lại rồi. Nhìn cho cái dàn chân của nó ngầu hơn nha anh em, nhìn cho dàn chân của nó lì hơn và rất là đẹp. Dòng xe Mazda này thì từ đời cũ cho đến đời mới thì nó rất là thích hợp và nó rất là hợp thời trang với những người giới trẻ anh em. Đấy, đi cái dòng Mazda này thì đi rất là êm, đầm chắc. Với hộp số tự động là 4 cấp nha anh em, số tự động 4 cấp. Khám đăng kiểm thì bên em mới vừa khám đăng kiểm xong. Anh em mua về thì chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Xe thì cũng rất là đẹp, được trang bị đèn tự động này, gạt mưa tự động. Gạt mưa tự động là khi mà mưa xuống anh em, tự động nó sẽ gạt nha anh em. Lát em sẽ review cho anh em coi. Đèn phần đèn trước là đèn bi sinh nông luôn nha anh em, bi sinh nông luôn. Đấy, rất là đẹp này. Sơn xi bên ngoài là rất là đẹp rồi, sơn xi bên ngoài rất là bóng loáng nha anh em, mà hay bóng sạch, đấy, đẹp. Anh em mua về không phải làm bất cứ một thứ gì thêm nữa nha. Xe thì khi mà anh em mua thì bên em sẽ cam kết cho anh em là không đâm đụng, không ngập nước nha, cam kết cho anh em luôn. Xe mà có hiện tượng đâm đụng ngập nước thì bên em sẽ không bán nha anh em, và khi mà anh em mua thì bên em đều cam kết bằng văn bản cho anh em. Thế này là anh em yên tâm về mọi mặt nha. Còn pháp lý hồ sơ thì bên em sẽ chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em. Con nào cũng vậy, khi mà bên em bán ra thì bên em sẽ chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em. Nhưng mà tùy theo thỏa thuận của em với khách hàng là em có bao hồ sơ hay không, bao là bao phí rút như này, chứ không có mà bao phí rút cho anh em thôi. Đấy, chứ còn trách nhiệm rút hồ sơ thì bên em phải chịu trách nhiệm rồi. Đấy, xe nào cũng vậy thôi, xe nào bên em cũng phải có trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng hết. Đấy, xe mà không rút hồ sơ được là không mua được nha anh em. Phần tắc bi xe anh em thấy vẫn còn rất là đẹp này. Phần nội thất bên trong đây, nội thất bên trong thì nó hầu như là khá là nguyên bản. Đấy, ghế da thì màu đen, khá là nguyên bản thôi. Và phần nội thất thì còn nhìn nó cũng rất là trẻ trung nha. Con này đời 2004 nhưng mà phần nội thất thì cũng nhìn rất là trẻ trung. Cái phần tổng năng hạt kính này đã được chủ cũ người ta sơn carbon lại rồi. Rất là đẹp, sơn ốp mạ carbon lại rồi, rất là đẹp. Phần vô lăng là vô lăng 3 chấu như này, vô lăng 3 chấu. Cụm đồng hồ của Mazda 3 thì rất là thể thao. Đấy, cụm đồng hồ của Mazda 3 này, anh em có thể thấy rất là thể thao luôn. Có cam hành trình đầy đủ nha anh em, cam hành trình đầy đủ hết cho anh em luôn. Sẵn thảm lót sàn 5D này. Đấy, thảm lót sàn 5D dấu bụi nha anh em, rất là sạch sẽ luôn. Thảm này khi mà em mới vừa mua bỏ vô anh em, tốn 12 triệu rưỡi. Thảm 5D này em vừa bỏ vô đó anh em, 2 triệu rưỡi đó anh em à. Đấy, anh em thấy không? Để đầu tư thì xe nó mới đẹp, nó mới sạch sẽ được. Nhìn bỏ cái thảm này vô, nhìn xe nó sang hẳn ra anh em. Đấy, cửa này đóng rất là êm. Bánh đồng hồ của nó màu đỏ, anh em thấy đẹp không? Đấy, tăng giảm này. Giờ em sẽ nổ máy cho anh em coi. Máy nhích cái là nổ thôi. Dòng này 1.6 nổ máy, máy nổ rất là êm, chạy rất là đầm chắc luôn. Đấy, đèn này, gạt mưa auto này anh em. Gạt mưa auto nó có chữ auto. Lát em sẽ test cho anh em coi luôn. Đấy, màn hình Pioneer nha anh em, màn hình Pioneer nha. Âm thanh này ra âm thanh cực kỳ hay luôn. Anh em nghe cái âm thanh này. Đấy, âm thanh rất là hay nha anh em.
âm thanh phát ra, cái âm thanh của Pioneer đầu này rất là hay. Rất là dễ sử dụng thôi. Cái này người ta cũng có carbon này, anh em thấy đẹp không? Nhìn nó sang hẳn ra. Đấy, số là số chính xác nha anh em. Khi mà anh em dặm phanh cái là anh em đẩy số lên là về số thôi, gật cầu thôi. Không cần bóp lẫy nha. Đấy, dòng số chính xác thì không cần bóp lẫy, hồi nào mà số thẳng á mình mới bóp lẫy, còn số chính xác thì mình cứ dứt theo cái số cái hình của nó thôi. Số thể thao này, có số thể thao này. Số thể thao là số tay anh em, mình có thể đi số tay. Đấy, lên số 2 này. Khi mà anh em đi nó sẽ lên tiếp số nha. Đấy, khi mà anh em đi số thể thao này cộng trừ đây nè anh em theo. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Hoặc là đi số tự động cũng được. Trong đây có cái hộp để ly, cốc để ly và một cái bệ tì tay hai ngăn nha anh em. Có đèn led nội thất đổi màu luôn, đầy đủ hết cho anh em luôn. Màn hình đầu Pioneer xịn nha anh em. Đầu này phát ra âm thanh hay lắm. Pioneer một dòng đầu đĩa, một dòng đầu âm thanh rất là hay. Anh em nào mà dân chơi âm nhạc âm thanh này anh em biết Pioneer. Đây lá trợ lực thì nhẹ nhàng vô cùng, nhẹ nhàng cực kỳ nha anh em. Máy lạnh điều hòa có đầy đủ hết nha, máy lạnh điều hòa có đầy đủ mát rượi luôn. Nói chung xe không thiếu một cái tính năng gì hết. Đấy, gương kính chỉnh điện hoạt động tốt hết này, anh em thấy không? Để dán phim cách nhiệt rồi, để dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, âm thanh. Để dán một loại phim cách nhiệt xịn nha anh em. Nên là khi mà anh em đi ngoài trời nó rất là mát, chống được tia UV của mặt trời này. Đấy, chống được ánh nắng tia UV của mặt trời. Tường rất là đẹp nha anh em. Tường rất là đẹp luôn, tường ý nè. Anh em có thấy chắn nắng này, này biết bao nhiêu năm người ta cứ mở ra mở vô mà anh em thấy nó sạch sẽ mà nó đẹp kinh khủng không? Nhìn cái tem anh em nhìn này, thường thường em cầm ra mở đồ vô là nó đủ mòn cái chỗ này rồi. Nhưng mà người ta ít xài anh em, xe người ta ít đi, người ta giữ gì nên em thấy nó đẹp khủng khiếp không? Hay cả cái trần này nhìn này, em đi mua xe em nhìn cái trần này thôi là em mua ngay, bởi vì nó quá mới đi. 204 mà nói thật anh em là người ta đi người ta phải giữ gìn lắm nó mới mới được như thế này anh em à. Anh em nhìn cái trần này nguyên bản nha. Đấy, anh em thấy nó mới, em soi cận cảnh cho anh em coi luôn. Đấy, nó mới khủng khiếp. Đấy. Chứ xe mà đi không giữ gìn là trần nó dơ lắm. Camera hành trình này, camera hành trình đầy đủ hết anh em. Camera hành trình này nó vẫn hoạt động nha anh em. Đấy, hồi nãy nó vẫn hoạt động. Nhưng mà chắc nó tụt cái phít gì rồi. Chiếc camera hành trình nó vẫn hoạt động bình thường anh em ạ. Âm thanh loa đại máy lạnh điều hòa rất là mát luôn. Không có thiếu một cái gì. Còn anh em nhìn phần đèn phía trước này, đèn ở trước này. Đấy. Chuẩn bị em nhìn em sẽ chỉnh cái đèn nó lên xuống cho anh em coi nha. Đấy, anh em nhìn cái chỉnh, mình có thể chỉnh độ đèn pha. Ví dụ như mình thích đi thấp thì đi thấp, còn đi cao được nha anh em. Anh em nhìn vô cái thanh này, cái thanh nét đèn này. Giờ em sẽ chỉnh cho ly lên xuống này. Anh em thấy nó di chuyển không? Anh em nhìn kỹ kỹ một tí là anh em sẽ thấy cái đèn nó di chuyển này. Đấy. Lên. Đó, anh em thấy đi lên, nó đang đi lên đó đó, anh em thấy chưa? Anh em chỉ cần cứ nhìn cái giữa cái thanh này này, cái thanh này với cái thanh này này. Anh em nhìn đèn nó đi xuống này. Đó, nhìn đèn nó đi xuống này, chỉnh thấp xuống này. Anh em thấy chưa? Chỉnh bằng nút tự động hết nha anh em. Đấy, anh em thấy nó đang đi xuống không? Nó đèn đang đi xuống không? Là khi mà mình đi đường mà đường gồ ghề mình muốn thấp xuống nó đang đi xuống này. Đó, muốn đi lên nè, cho đi lên này. Anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Nó rất là hiện đại luôn. Anh em thấy nó hiện đại cỡ nào không? Đó, đi lên đi xuống. Lên xuống này. Khi mà lên xuống mình sẽ chỉnh theo từng nấc như này. Đây, nó có cái nấc chỉnh đây này. Lên xuống này. Đấy. Rất là ok luôn. Gương gập điện này anh em thấy gương gập điện không? Gương gập điện nha anh em. Đấy, gương gập điện này. Anh em thấy chưa? Đó, gương gập điện đài hoài đầy đủ hết nha anh em. Nói chung tính năng theo xe thì rất là nhiều. Hai túi khí hai bên, đấy. Anh em mua con xe này đi về đi rất là yên tâm luôn nha. Con này hôm nay bên em bán giá rất hợp lý, rất là ok luôn. Khóa mốt có, khóa cơ có nha em. 198 triệu bên em bao vận chuyển cho khách hàng mình toàn quốc luôn nha, 198 triệu.
âm thanh loa đài thì phải nói là cực kỳ hay luôn. Đầu Pioneer đưa ra cái âm thanh cái đó là rất là hay. Thảm 5D này, đấy, dấu bụi này, anh em thấy chưa? Rất là ok luôn. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Dở cái cốp sau mà em. Nội thất đây, nội thất là cái da là mới ken, không có một chút gì là gọi là xuất sắc luôn nha anh em. Đấy, chỉ điển theo xe này. Chỉ điển theo xe là còn nguyên nha anh em. Đấy, chỉ điển anh em thấy không? Ốc à, đẹp cực kỳ luôn. Giá thành lại phải chăng, 198 triệu. Đấy, với cái tầm tiền này thì anh em không thể nào kiếm được con xe ok hơn như thế này nha anh em. Chạy miếng nước đi, nhiều nhiều tí đi. Đấy. Nội thất này, quay nội thất anh em thấy, nhìn thấy thảm dấu bụi này, anh em thấy không? Sạch sẽ, cực kỳ là sạch sẽ luôn. Đấy, anh em thấy không? Em mới vừa bỏ vô mà mới mua bỏ vô còn rất là mới nha anh em. Đấy, mua nguyên bản thì nó không có nhưng mà mình phải đầu tư thì nó mới đẹp như thế này được. Nhìn nó sang hẳn anh em à. Còn phần ghế trước này ngồi rất là rộng rãi, thoải mái cực kỳ, có ngay phía giữa đây có một cái bệ tì tay luôn. Đấy, bệ tì tay cho mình đi xa mình ngồi mình tựa cái tay cho nó đỡ mỏi. Rất là ok luôn. Còn cái chân này thì mới cực kỳ, anh em nhìn đằng sau này. Mới không? Đấy, trời ơi, nhìn nó mới này. 2004 mới mới em vô em nhìn cái chân này là thôi, mua luôn. Không có nói nhiều nữa, đấy, quá đẹp. Quá đẹp cho một cuộc tình. Đấy. Những cái từng cái chi tiết nó còn rất là mới và nó rất là đẹp nha anh em thấy không? Đấy, nó đẹp không? Quá xuất sắc. Em rất mua rất là nhiều Mazda rồi nhưng mà nhiều con nó trầy trụ, nó nội thất nó trầy rất là nhiều nhưng mà con này nó còn đẹp như thế này thì phải nói anh em khỏi phải bàn. Em nói thật chưa có con xe nào mà em khen như con xe này bởi vì nó quá đẹp đi. Anh em nào mà thiện chí thì cứ vào xem xe trực tiếp thì sẽ biết được em nói có chính xác hay không nha. Còn cái gì có thì em nói có, gì không nữa không nha. À. Cửa nẻo đóng rất là ê. Anh em mình mua về là chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một cái gì, em mở cốp sau giùm em nha. Đấy. Anh em có thể thấy nè. Cốp sau sạch sẽ hết nha anh em. Đấy. Lốp sơ cua đây, lốp sơ cua đây nguyên bản. Này là lúc trước người ta dán cái phim cách nhà, dán cái cách âm anh em. Đấy, mà em sợ nó mục mọt á, nhiều khi mà người ta mục mọt người ta dán cách âm đồ vô á, khi em về em lột ra coi thử nó có mục mọt dưới không, sợ nhiều khi nó mục mọt á là người ta dán á. Nên là nó còn cái dấu này, không sao hết nè. Dưới đây thì không ai thấy chứ đâu. Độ trong đây nè, anh em thấy không? Độ trong đây ngăn nắp gọn gàng lắm. Còn dưới đây là mở lốp đồ này ha, mở lốp đồ. Gọn gàng cực kỳ luôn. Cột kè là anh em còn nguyên nè, anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Sơn zin trong đây còn nè, sơn zin trong đây còn nè. Màu đỏ đô rất là đẹp, rất là hợp phong thủy cho những anh em nào mạnh hỏa nha. Đấy, mạnh hỏa là đi đỏ đô rất đẹp. Tấm cơ vô lại giùm em nha. Chỉ có 198 triệu thôi, bên em bao vận chuyển nha. Đấy. Cabo anh em thấy không? Sắc nét từng chi tiết luôn. Đấy, nhìn anh em nhìn nó sắc nét từng chi tiết. Đấy, rất là đẹp. Một con xe mà đẹp là phải như thế này anh em ạ. Gầm bệ này như mới luôn nha anh em. Gầm bệ rất là đẹp. Đấy, gầm bệ là như mới luôn. Đấy, anh em thấy không? Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi nha anh em, không phải làm bất cứ gì thêm nha. Gầm bệ cực kỳ đẹp nha anh em. Đã dán đã sơn cách âm rồi. Đấy, rất là ok luôn. Sơn xi bên ngoài đẹp rồi nha anh em, về không phải làm gì thêm đâu, anh em mua về con này về đi thôi nha. Bao lâm đụng ngậm nước cho anh em luôn. Anh em nào cần alo ngay cho em. Nội thất bên trong rất là sạch sẽ, rất đẹp rồi. Không có gì che nữa nha anh em. Thảm dấu bụi 5D led nội thất rồi các kiểu rồi. Một chỗ mẫu xe gia đình đi đúng nghĩa luôn nha anh em. Đúng nghĩa luôn. Anh em mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ cái gì thêm. Anh em nhìn về cửa ở trong đây rất là đẹp nha. Rất chi là ok luôn. Nội thất đây, từng bên em sẽ quay từng bên rõ ràng cho anh em coi nha. Nội thất là rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn cái phần này nè, phần này là phần tóc túi khí nha em. Túi khí mà nó bung là chỗ này nó phụt ra này. Đấy. Cái này còn nguyên bản nè, anh em thấy đẹp không? Nguyên bản nha nè. Cửa gió điều hòa được còn nguyên hết nè, anh em thấy không? Đấy. Thôi với quay cửa gió chứ nhiều khi mà nó bể cái này anh em cũng nói em không tả là mệt lắm. Đấy, cái này là còn nguyên nha anh em, nguyên si luôn. Đấy, nguyên bản của nó luôn. Cái này là người ta mạ rồi nè. Nội thất giấy tờ đầy đủ nè. 204 nha anh em, 204 giấy tờ gốc Đà Nẵng, biển Đà Nẵng luôn. Bao đông đụng ngầm nước cho anh em nha anh em. Đấy, cái này là để cái đăng kiểm cũ, em mới về đăng kiểm xong cho anh em rồi. Đầy đủ hết. Hộp cái đồ trong nó rất là sâu anh em thấy không? Sâu cực kỳ luôn. Đăng kiểm mới nha anh em yên tâm. Đầu hoàn hình Pioneer này.
anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một cái gì thêm nha anh em. Đấy, anh em nhìn lề cửa rồi còn nguyên hết, rất là đẹp nha. Thảm dấu bụi 5D rồi em mới vừa bỏ vô, rất là ok cho anh em luôn, yên tâm. Mua về là chạy thôi chứ không phải là làm gì nha, sướng lắm. À, đặc biệt con này đi số nó sang rất là nhẹ nhàng nha anh em, số nó sang số sang rất là nhẹ nhàng như xe đời mới luôn. Đấy, cột kè đây còn nguyên nha anh em, cột kè đây còn nguyên này. Đấy, rất là đẹp, giá thành là rất là phải chăng, chỉ có 198 triệu thôi. À, không có ai ngồi trong xe nha anh em, đây anh em nhìn này, không có ai ngồi trong xe nha. Rồi cho em mượn miếng nước đi, test cái gương hồng gạt mưa auto nha anh em. Đây, một cái bình nước thần thánh của em. Đấy, xịt lên nè. Đấy, đó, không có ai ngồi trong luôn. Đó, đây là cảm biến này, cảm biến mưa của nó, cảm biến gạt mưa này, khi mà anh em tưới nước vô nó gạt này, anh em thấy không? Đấy, nãy giờ anh em thấy chưa, phần đèn trước là đèn xenon luôn nha anh em, đèn xenon luôn, rất là đẹp. Anh em mua về là sử dụng đi ngay thôi nha. Máy móc thì rất là sạch sẽ, khô ráo, 1.6 số khung đây nè, số khung này đầy đủ hết nha. Cột kèo phía trước là còn nguyên bản 100%, bên em đã coi kỹ càng rồi, bao đâm đụng ngầm nước cho anh em luôn. Máy móc thì nổ rất là êm. Anh em nhìn cabo đây, cabo này rất đẹp không, quá xuất sắc. Đèn đốt thì đầy đủ hết, không thiếu một cái gì nha. Máy móc nổ rất là êm, anh em thấy không? Mua về là chỉ có việc là anh em là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ gì thêm nha anh em. Đấy, cái này là cái quạt đó, cái quạt làm mát của nó nè. Lâu lâu cái máy lạnh nó ngắt máy lạnh, cái nó lên máy lạnh lại, nó ngắt máy lạnh cái nó lên máy lạnh lại. Đấy, nên là anh em sẽ thấy cái quạt gió nó hơi hù tí, nhưng mà thật ra cái máy trong nổ rất là êm. Anh em sẽ nghe tiếng máy không? Okay. Xe thì bên em bao đâm đụng ngập nước cho anh em nha. Anh em nào mua về thì chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một gì thêm nha anh em. Tắt đèn luôn nha, tắt đèn luôn. À, phía vừa. Khóa remote luôn này nè, khóa remote đầy đủ nha. Ok, giờ em sẽ quay gầm cho anh em nè. Gầm bệ rất là đẹp nha này, gầm bệ rất là đẹp. Đấy, mấy cái đó là cái mấy cái vàng vàng đó là cái mà người ta dán cách nhiệt đó anh em. Mấy cái vàng vàng đó là người ta dán cách nhiệt đó. Nên là anh em sẽ thấy cái vàng vàng, nhưng bên em không kết cho anh em không một mọt nha anh em. Anh em mua về là chỉ việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một cái gì thêm nữa nha. Đấy, Mazda 3 nha anh em, sản xuất năm 2004 với động cơ dung tích là 1.6 số tự động nha anh em. Đấy, 198 để bên em bao vận chuyển. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nhé. Đấy, rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.